Chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube nha. Bây giờ tôi đang có mặt tại Em Mơ, hôm nay đi cắt lúa cùng anh em. Đây, này là mùa cắt lúa rồi bà con. Đây, quay cho các bạn nhìn thấy xung quanh tôi hiện tại giờ là lúa cánh đồng. Đây là khu vực Em Mơ nha các bạn. Một lát nữa thôi mình sẽ vào tham quan, đó là đi vào trong đập nha các bạn. Đây mình đây các bạn, hôm nay đi gặt lúa cùng với chị em rồi tất cả các bạn. Trời ơi. Anh Duyên cái này cũng đi gặt lúa à, tâm trạng ở đây là hơi buồn chút do là đang thiếu nước. Chờ xe con nông vào là chở nước vào, là sẽ cho nước vào trong cơ thể tươi hoa mà. Đấy, anh em là tôi hiện tại giờ hôm nay là chiến binh đi cắt lúa. Một lát thôi đi bắt con cá, vui nhất là bắt con cá ăn nhậu các bạn. Đây mấy các đồng chí chiến binh chiến sĩ giờ đang cố gắng làm hết lúa này đi bắt cá nhậu cả ngày luôn. Rồi lát thôi các bạn theo dõi tiếp video của mình nha. Rồi tạm giờ mình sẽ đi cắt lúa. Nuốt lại cái bên, nuốt lại bọc lót, nuốt lại cái bọc lót nó nè. Cầm cho tôi. Rồi gần lỗ xong, bên đây là lỗ người ta các bạn. Lượt mình anh em làm xong hết rồi. Cái này kiểu dạng lúa đúng xong nha mọi người. Đây này là lúa gia đình luôn nha. Đây lúa này đang xanh chưa cặt. Ủ lúa nhìn đã nhỉ. Đây đập cho mời các bạn. Bây giờ lúa người ta hiện tại bây giờ đang là xanh mà chưa cặt, bây giờ nước dâng lên
gần 50 phân rồi mọi người. Đây, anh em tôi sau giờ ra lâu cắt lúa thì đi bắt con cá. Chờ lát sau các bạn sẽ nhìn thấy con cá nha. Giờ anh em chúng tôi cầm theo một mái rà. Đây, bên con ghê thì cũng là đoàn anh em đang đi bắt cá này. Không biết bắt được không? Đây là lúa nha mình. ว้าวเลยลูกมันเอาเลยลูกมันหอยจักล่ะเฮ้ยมันน่าตายกระมิงใหญ่เลยนะไปอย่างนี้ถึงกล้องอยากไปเจาะปัดไปนี่กูยิ่งไอ้ตอกแล้วยำกุ้ยเนี่ยมึงบอกไว้มอดักซานะครับบักเฮ้ยมอดักจวดอะกูยำมันจวดเลยจุกกระโจมจุกว่าเลยในหยกนะครับบักเลยแต่จุกรึงฮะครับบัก รุ่งอังโยล่ะนั่นน่ะโบต้องนึกจุ๊บเส้นวัดเหล่าเฮ้ย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 เ
Mặc áo ba lỗ là bạn con nha, là dây chuyền, là gọi là dây chuyền bạc kìa. Bạn bè thân thiện từ xưa ngày xưa đây này mọi người. Rồi chúc các bạn xem phim vui vẻ và luôn luôn có một cuộc sống trong đời tình yêu thương. Yeah.